Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nấu chè thập cẩm đơn giản nhất mà lại ngon các bạn nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình 100g đậu đen này, mình ngâm từ 4-6 giờ. 100g đậu xanh các bạn ngâm cho mình 2-3 giờ, 100g đậu đỏ mình ngâm từ 4-6 giờ nhé. Và mình cũng dùng 100g, đây là cốm các bạn nhé, làm từ lúa non đấy ạ. Chúng ta có thể mua trong các cửa hàng đồ khô hoặc là siêu thị cũng có bán nhé. Đường và các nguyên liệu khác thì trong nữa mình sẽ nói sau. Trước tiên thì các bạn sẽ vo cho mình phần đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ và mình sẽ nấu vào ba lồi riêng biệt nhé. Và cốm mình cũng vo, thì mình cốm thì mình chỉ cần rửa qua nên là nó sẽ sạch và mình sẽ đem đi nấu luôn nhé. Đường thì mình sẽ cho tùy theo vào các loại chè khác nhau. Các bạn là sẽ đi vo lại cho mình phần đậu đen này vào, mình cho vào nồi cơm điện mình nấu nhé. Mình cho lên bếp mình nấu như kiểu mình nấu cơm thôi. Các bạn là cho mình đậu đỏ vào và mình cũng đem đi mình nấu nhé. Mình đinh để cho nó chín ạ. Các bạn là cho mình phần đậu xanh vào nhé. Khi đậu xanh cho vào xong xong rồi các bạn cũng cho mình nước vào để mình đem lên mình đun lên. Các bạn là chuẩn bị cho mình một cái bát con này, mình sẽ cho vào đây 2 thìa bột năng nhé. Mình nấu cái phần nhà chè chè đậu xanh các bạn ạ. Các bạn hòa nước ra cho mình nhé. Nó tan khi mình cho vào nồi chè nó sẽ không bị tròn hòn. Mình chuẩn bị một bát đường để mình nấu với chè nhé. Đây ạ, khi phần chè đậu xanh đã sôi nhé và các bạn sẽ hớt bỏ cho mình cái phần bọt này đi. Nồi chè đậu đen sôi cho các bạn, hơi nước đã bay lên rất nhiều và các bạn cứ đun cho mình để cho nó nhừ đậu đi. Đây là nồi chè đậu đỏ các bạn nhé. Các bạn cứ đun nhỏ lửa cho mình để cho đậu nó nhừ chín mềm đi thì mình mới cho đường nhé. Đây các bạn kiểm tra cho mình xem đậu đã chín chưa nhé. Đây ạ, khi hạt đậu nó đã nở hết ra như thế này là chín rồi các bạn nhé. Và mình sẽ cho đường vào. Các bạn cho đường vào cho mình. Và miễn nào là để mình cho đường và mình kiểm tra xem độ ngọt có vừa với gia đình nhà mình không. Nhiều người ăn ngọt vừa ấy, nhiều người thì ăn quá ngọt luôn. Cho nên là bạn cho mình từ khoảng độ 2 thìa đường như vậy là có độ ngọt rồi các bạn ạ. Hoặc là hơn 2 thìa đường nhé. Chút nếu mà các bạn muốn ăn ngọt hơn thì cho thêm nhé. Thì mình ăn này là ngọt rồi. Sau khi đường tan hết rồi, các bạn sẽ cho phần bột năng nhé. Quấy em nó sánh là được các bạn nhé. Sánh như này là được, nếu mà các bạn muốn ăn sánh hơn thì chúng ta có thể cho hơn nhé. Bây giờ chín rồi mình sẽ cho ra bát cái phần chè đậu xanh các bạn nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái xoong này và mình sẽ cho phần chè cốm khi mình đã vo vào rồi nhé. Đấy ạ, khi mình vo xong mình cho chè cốm vào. Cốm vào mình cũng lấy chè. Bạn cho nước vào cho mình. Các bạn là cho mình nồi chè cốm lên bếp nhé và mình cho vào đây vài hạt muối nhé. Với loại chè các bạn cho mình vài hạt muối vào thôi là được. Cho nó có vị đậm đậm một chút. Đây, khi phần cốm sôi lên, các bạn chỉ cần nấu cho mình từ 3 phút sôi lên là nó sẽ chín nhé. Và cái phần bọt này các bạn hớt bỏ đi cho mình. Mình kiểm tra xem cốm đã chín chưa các bạn nhé. Đấy, nó đã nở hết như thế này là chín rồi. Và bây giờ các bạn sẽ cho mình đường vào nhé.
mình cũng cho vào đây 2 thìa canh đường đầy các bạn nhé, là được. Và các bạn có thể nêm nếm xem độ ngọt có vừa với gia đình nhà mình không nhé. Và bây giờ các bạn là cho mình 2 thìa bột lăng vào nhé, mình đã pha sẵn rồi đấy ạ. Bạn quấy lên cho nó chín nhé, lăng này lên. Đấy, như vậy là mình là xong một món chè thứ hai là chè cốm các bạn nhé. Chè đậu xanh, chè cốm rồi, bây giờ mình thử xem là chè đậu đen và chè đậu đỏ nó chín chưa nữa. Đây ạ, đậu đen mình đã nấu chín rồi và bây giờ mình bỏ bớt phần nước đi, mình cho đường và mình cô lên nhé. Đây các bạn, là mình sẽ cho đường vào nồi đậu đen nhé để mình nấu lên. Đây ạ, khi mình ninh nồi đậu đỏ đã nhừ rồi các bạn nhé, và bây giờ mình sẽ lấy phần đậu đỏ ra, mình cho đường vào các bạn nhé, để mình cô nó lên. Mình cứ cô đường này khoảng 10 phút các bạn nhé, cho đường nó ngọt nhé. Đây các bạn, là khi mình nấu xong phần chè đậu đỏ rồi nhé, thì các bạn sẽ đưa ra ngoài cho mình nhé, ra bát nhé. Cho nguội để mình cho ra cốc là mình có thể thưởng thức món chè thập cẩm này thôi. Đây các bạn, thành phẩm của món chè thập cẩm của mình sau khi làm xong đấy ạ. Chè đậu xanh, chè đậu, chè cốm, chè đậu đỏ, chè đậu đen, trân châu mình có video hướng dẫn rồi các bạn, thạch cũng thế ạ, đá, dừa khô, nước cốt dừa và nho khô các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ lấy cốc ra là chúng ta có thể thưởng thức cái món chè thập cẩm này thôi, rất chi là đơn giản, ngon và dễ làm dễ ăn các bạn ạ. Các bạn chuẩn bị cho mình 2 cái cốc nhé, để mình múc phần chè này ra. Đây ạ, 2 cốc và mình cho đá vào nhé. Mình cho đá vào nhé. Bây giờ các bạn múc cho mình từng loại chè nhé, như chè đậu đen này, mỗi thứ chỉ cần một ít thôi chứ không cần nhiều các bạn nhé, thì không có là sẽ đầy mất cốc ạ. Chè đậu đỏ, rất chi là sánh ngon ạ. Chè cốm, rồi mình cho phần chè đậu xanh nha. Rồi các bạn cho mình phần trân châu thạch nhé. Trân châu, mình làm trân châu sợi đấy ạ. Thạch, dừa, một ít lạc rang, không thể thiếu những cái món này các bạn ạ. Dừa khô, một chút nho khô nữa ạ, đầy đủ hương vị của món chè thập cẩm. Và các bạn dưới cho mình phần nước cốt dừa lên nữa nhé, cốt dừa chúng ta có thể làm hoặc mua. Và mình đã được một cốc chè thập cẩm, tương tự mình làm cốc nữa như vậy nhé. Đây các bạn, thành phẩm của mình sau khi làm xong đấy ạ, làm 2 cốc chè thập cẩm như thế này nhé. Và các bạn dưới cho mình một chút nước tinh dầu hoa bưởi hoặc dầu chuối hoặc vali lên trên nhé, hoặc các bạn còn nước lá dứa nữa thì mình dưới nước lên trên cốc chè mình đã cho rồi đấy, mình quên không nói các bạn là mình đã có món chè thập cẩm thơm ngon nhé. Chúc các bạn và gia đình có một món ăn ngon, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình.
Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ.